Bữa nay ra công viên chơi thôi mà em đeo con dây đẹp quá vậy. Mày điện, mày mua đen đó, nhiều điện nó mới mua được cái đời. Cộng dây chuyền này á, có giá trị lắm, em đeo ra đây coi chừng người ta lấy của em đó. Có người tới thì em giấu. Thôi em đi chơi đây. À, con bé đó nó có cộng dây chuyền đẹp quá, mình sẽ dụ nó lấy kẹo đổi dây chuyền. He he he. Con ơi, con ăn kẹo không? Kẹo dâu ngon lắm nè. Con không có mang tiền đâu, cô ơi, con không mua đâu. Con đừng có sợ, không có tiền á thì để cô đổi cho con cộng dây chuyền này nghe. Con lấy cái hộp kẹo này đi, cô lấy cộng dây chuyền. Cái hộp kẹo này có giá trị hơn cộng dây chuyền của con nhiều lắm đó. Mà cô đứng lại, không được lấy dây chuyền của em con. Ủa, cái này lấy đâu mà lấy, người ta đổi kẹo mà. Cái sợi dây chuyền của em con có giá trị hơn bọc kẹo của cô nhiều lắm. Cô lớn mà cô đi dụ em bé hả? Không đổi thì thôi, làm gì dữ vậy? Đó, em thấy chưa? Mai mốt đừng có đeo cái trang sức mắc tiền đi ra công viên này nghe, nguy hiểm lắm đó em. Cho hả nghe, con ở nhà trông coi tiệm nha. Mẹ đi chợ một tí mới về nghe con. Muốn gì vậy đệ? Em ơi, cây kẹo dâu bao nhiêu vậy? Cây kẹo dâu này 2.000 một cây đệ. Chị đi học có 1.000 hà, vậy chắc chị không mua được đâu. Hả? Không ra đâu, em lấy cái đĩa cây kẹo 1.000 cho anh đó. Cảm ơn em, ngày mai chị sẽ gửi tiền lại trả em nha. Mình bán 1.000 không biết mẹ có ra mà không nữa. Bạn nào thấy mình dùm đúng thì hãy bấm ra đăng ký ủng hộ mình nha. Ủa, mẹ ở nhà có bán được cái gì không con? Em ơi, có thấy gì đó là nghiệp đang coi con bán cây kẹo ra đĩa của 1.000 à. Thôi không có sao đâu con. Con còn nhỏ mà con còn biết yêu thương và giúp đỡ người khác như vậy là tốt lắm. Mẹ không có la đâu nghe. Yeah! Các bạn ơi. Các bạn ơi, con lại thằng đi cần ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn.